là loại Mino 2% có mọc được tóc không anh? Nếu mọc được thì tóc có dày không? Cái Mino Cdu 2% thì nó vẫn cho cái kết quả về cái tìm hiểu của anh. Thì cái Mino Cdu 2% đó, người ta đã có cái nghiên cứu giữa là gì? Mino Cdu 2%, Mino Cdu 5% và giả dược. Đó, và trên một nhóm người. Thế thì cái giả dược thì gần như là không có tác dụng gì cả. Còn cái 2% cũng cho ra một cái tác dụng, nhưng mà nó chưa kiểu trong cái nhóm người đó ấy, thì nó chưa phát huy được hết cái khả năng. Còn đối với người 5% thì mang lại cái hiệu quả rất là tích cực luôn cho một cả một cái nhóm người đó. Thế nên là thường thường thì phụ nữ ấy, thì có thể là gì, bắt đầu từ 2% trước. Đó, sau đó up dần lên là 5% khi mà đã quen rồi mà không thấy kích ứng gì thì có thể up lên 5%. Còn bình thường thì chị em phụ nữ thì sau này vẫn phải dùng 5% thôi nhá. Đó, nên là dùng 2% nó vẫn có kết quả nhưng mà nó sẽ chưa được tối ưu. Tuy nhiên là Bộ Y tế của chúng ta đã đưa Minocidil từ 2 đến 5% vào trong danh sách là thuốc không kê đơn, tức là nó vẫn là an toàn. Đó, nên là chúng ta có thể sử dụng nó như là một loại chăm sóc tóc hàng ngày.